trồng hủ qua, hủ qua anh thưa. Hủ qua anh ăn mấy ngàn ký lô. Ủa quá thương quá ha. Trái này mừng rồi, gặp nước. Ủa qua này có giá rồi. Mười mấy ngàn ký. Gạt lại chút đỉnh cũng được. Này chú mới đi xe hả? Chưa đó. Giò nó mới hết. Bớt đau nó lành đàng hoàng. Đi đi bước bước cho chỉnh chặt cái bi này nó không. Nào giờ chạy cũng 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 đâu có gì. Nay chú như tại nay như tuổi rồi. Chú quen. Bố gần 40 phải không? Ổng đem hai ba cái vỏ sách ra bợ. Hú qua này nha cả nhà. Đó. Cái nào bóng lửa mà hai bóng lên bóng ký nó nặng còn ấy với còn nhẹ chưa đủ đủ sức. Đúng rồi, có giá để nó nặng hơn thôi. Mấy cái clip này chưa hái phải không? Chưa. Bởi vậy có biết mình hái hòn trái bự. Nó thưa thưa vậy mà nó cũng có trái. Còn mấy cái này là nó chết hết không, nó lên hơi chứ. Ủa rồi mấy cái này giờ có bỏ gì vô không? Bỏ không? Nước uống chở là mấy bình vậy đó hả? Trời trời dữ dưa nè, ở đây luôn. Làm cái kệ để tiêu tỏi hành ớt đó ha. Nó mùng mền.
trăm ký không? Không biết luôn. Bà hái này hết hết đẹp rồi chưa? Qua nay 18.000 một ký. Dền, bắp, lá tí tô. Bên kia thì rau muống nha. Tí tô. Quay cho cả nhà coi nha, hôm qua. Hôm nay trái nhiều ha. Còn mấy clip này bên kia của mình luôn hả? Em hái hủ qua này nha cả nhà. Hôm nay có giá.